Phạm Quyết Audio, Lý Nhân Hà Lam xin mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi trưa của ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020. Thì rất hân hoan chào đón được một em khách đến từ một vùng đồng bằng sông Cửu Long, một mảnh đất phải nói là rất là lên thơ. Đó là em Hoàng Phương, có số điện thoại là 0907 235 267, có địa chỉ nhận hàng là phường Trà Lóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và em đã ủng hộ cho trung tâm một em vang cơ lai số đến từ công ty TG, tập đoàn TG Aquatic, có model là T8 đường danh. Và suốt sáng giờ thì bên trung tâm đã căn chỉnh tất cả những hiệu chỉnh nhạc từ bass trung chép, effect, delay, đặc biệt là reverb kết hợp với echo vang vọng, và đưa ra những chất âm phải nói là rất chi là ngọt ngào du dương, và giọng mic thì đưa ra rất là vang vọng và trong trẻo. Và tí nữa bên trung tâm sẽ hát để các bác nghe đánh giá chất âm. Còn bây giờ xin phép các bác được hướng dẫn qua cách sử dụng của em vang cơ lai số T8 này. Và ở đây thì có rất nhiều sản phẩm này, có rất nhiều những tính năng hữu dụng để các bác đi làm những sự kiện. Ví dụ như ở ba cái nút này, nút center này là các bác là ấn vào nhá, center này là ấn vào này. Ở nút có dòng chữ này, F này, BE này là các bác bấm vào như thế này. Và ở đây đặc biệt là đi làm sự kiện là có nút là EFF motor. Motor ở đây có nghĩa là nó có tính năng là khi các bác ấn vào như thế này thì nó sẽ sử dụng cho, có nghĩa là phát biểu. Đấy, còn khi các bác là chỉ cần là có giọng ca sĩ hát là các bác nhả cái nút là EFF này, motor này ra là nó sẽ âm vang hơn. Đấy, vang vọng hơn. Và ở đây tất cả những tính năng từ bát trung giáp tất cả đã được bên trung tâm tinh chỉnh rất là hợp lý, phải nói là đưa ra những chất âm ngọt ngào rồi. Và xin phép bây giờ thì sẽ mở to lên một dòng nhạc lấy từ YouTube nhá các bác nhá, lấy từ YouTube này để các bác nghe chất âm. Có đưa ra những chất âm mà phải nói là rất sạch sẽ. Xin phép các bác được thử chất âm, chất mic vang vọng của em vang cơ lai số này. Được 1 2 6 7 8 9 10. Alo 6 7 8 9 10. Alo 6 7 8 9 10. Đấy, giọng rất ấm nha các bác nhé. Và bây giờ xin phép các bác là sẽ được hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm. Và các bác nào cũng muốn sử dụng một em vang cơ lai số này thì alo ngay cho trung tâm chúng tôi với số điện thoại là 0325004686 nhá. Bây giờ xin phép mở một bản nhạc bài Thành Phố Buồn nhá. Rất gần nhá, rất gần loa, nhưng mà phải nói là chống hú rất tốt các bác nhá. Cái vang này có một vị chống hú trong này phải nói là quá tuyệt vời luôn. Thành phố buồn
hôn nhẹ làm hồn môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chùa nhật ngày qua riêng mình, thành phố buồn vừa đi tắt phố, người ngựa thưa em dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương, chú thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Số TG Acoustic có model là T8 nhé, kết hợp với một em đẩy bãi B3 là em ở tiện đây R212, thì cũng xin báo giá là em B3 212 này chỉ có giá là gần 4 triệu các bác nhá. Các bác nào mà ok thì alo cho em. Với em TG Acoustic này, em văng cơ lai số này, thì em đang chỉnh đề vợt là bằng lật số 5, đưa ra những giọng hát chất âm có hiệu ứng là hiệu ứng hang động nha các bác nhá, đưa ra chất âm rất hay và chỉ có em này với có được, vì nó là giọng cao cấp. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn là em Phương ở thành phố Cần Thơ đã ủng hộ cho trung tâm, và cũng xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và các bác nào mới lần đầu tiên xem video, hãy ủng hộ kênh bằng nút ấm, nút đăng ký ở bên màu đỏ bên dưới, bấm vào hình quả chuông, thì các bác sẽ nhận được những video mới nhất và trung tâm liên tục về những sản phẩm mới để phục vụ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.